Hello, điện tử Tám Hoa Chi Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào đến toàn thể anh em nhé. Và ở cái video clip tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay thì bên em xin được tiếp tục lên sóng giới thiệu tiếp thị đến các anh em một đôi loa bãi Anh, một cặp loa ôm. À, một quả đây em tháo ra để quay cho anh em quan sát cái phần nội thất của cặp loa ôm. À, cặp loa này thì có cái mã là đây, mã của sản phẩm đây anh em này. Đấy, LM4 anh em nhé. Là công suất 300W, trở kháng 8 ohm. Hỗ trợ bằng hai cổng jack Nucic input và một đường in và một đường link. Đấy, một cặp loa ôm bãi xịn Anh Quốc. Chất âm phải nói là hết nước chấm với một dòng loa ôm. À, có mã là LM4, sử dụng bát 30 anh em này. Đấy. Bông tiêu âm và phân tần. Đấy, hàng xịn sò nguyên bản anh em nhé. Đây là củ tép. Thì với cái mã LM4 của cặp loa ôm thì cái thông số thùng được thiết kế rất là nhỏ gọn, chiều cao khoảng trên 50 thôi anh em nhé. Chiều ngang là khoảng 34, chiều sâu là 40. Thùng gỗ sơn màu đen rất là chắc chắn. Dòng là chất âm phải nói là hết nước chấm anh em này. Đấy, từ 17 sắt từ 7 màu. Từ 17 và côn này là côn côn 53 anh em. Đấy, côn 53. Đấy, với cái mã là LM4 của cặp loa ôm mà của dòng loa ôm này thì bên em cung cấp rất là nhiều cho anh em rồi. Chất âm của nó phải nói là không có đối luôn. Đấy. Đây là mít tép, tép này là tép họng gang anh em này, tép mà họng có họng gang, kèn gang nhé. Đấy, họng gang. Dòng này nghe rất là dí dách. Hát karaoke nổi cực bay. Đấy, một cặp loa ôm bãi xịn Anh Quốc. Đấy, rất là chất anh em này. Đấy. Từ 17 côn 63 nên là xương nhôm nhôm đúc anh em nhé. 6 chấu. Dòng này thì được sử dụng gân vải. Hàng rất đẹp anh em này. Giá 11 triệu anh em nhé. Giá 11 triệu cho một cặp loa ôm bãi xịn là LM4 này. Bát 30. Đấy, bao chất cho anh em. Đấy, không chất bên em biếu không cho các bác anh em. Cặp loa loa ôm bãi xịn Anh Quốc LM4 bát 30. Đấy, bên em bao chất, bao zin. Bao chất bao zin cho anh em nhé. Là các bác quan sát cái phân tần. Đấy, phân tần rất là khủng. Đấy, trên tụng đều có cái mã cái logo của OHM anh em nhé. Đấy. Giá 11 triệu. Bao xịn, bao chất, bao zin cho anh em với một cặp loa ôm bãi xịn Anh Quốc bát 30. Rồi ok, bây giờ em test thử quát anh em cảm nhận cái chất âm của cặp loa ôm bãi xịn Anh Quốc LM4 này nhá. Em test thử một quả này thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.